liền mẹ nó thái quá, ta vậy mà xuyên việt đến người nguyên thủy thế giới, trở thành thu thương, nhưng là ta không có hệ thống, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót, nhưng ta nhưng lại may mắn gặp được một cái khác xuyên việt giả. Diệp Vân, Thiên Cơ, giai đoạn trước Thiên Cơ bộ phận thấy tác giả. Ngư khiếp sợ ta xuyên việt thành Thiên Cơ, sẽ phát sinh chuyện thần kỳ gì đây? Đổi hướng từ fit update. Chương 1 Ta xuyên việt bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chém vết tịch thánh, áo bào đen xuất hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Bị thiên cơ nương hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Trợ giúp hoa hạ tộc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nhiều tộc đi săn thi đấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bất bại thánh thương hiện, thu bảy đại gia tộc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hủy diệt phương Tây, phi thăng nguyên sơ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Trường sinh cổ lộ, trảm côn luân chí tôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Vĩnh hằng thánh môn, diệt tán thần tinh vực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Người làm văn hộ bỉ ngạn, cổ chiến trường chiến chuẩn đế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.